Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học phần đọc hiểu trong giáo trình Shinkansen Master đọc hiểu N2. Hôm nay sẽ là phần kiến thức cuối cùng của phần câu hỏi dạng điều muốn nói nhất và cũng có thể coi là cái phần quan trọng nhất trong toàn bộ cái chương trình cái bài đọc điều muốn nói nhất của chúng ta, bởi vì là dựa vào những cái gọi là những cái hint tố, những cái yếu tố mà chúng ta để ý trong bài hôm nay thì các bạn có thể chọn được đáp án một cách chuẩn xác hơn, không phải là chỉ có bài đọc ngắn mà sau này những cái bài đọc dài cũng như vậy. Khi nó xuất hiện những cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta sẽ để ý và chúng ta sẽ căn cứ vào đấy để chúng ta chọn. Vậy thì chúng ta sẽ xem nội dung của bài hôm nay là gì nhá. Nội dung của hôm nay nè. Hisha no shucho iken ga kakarete iru bun wa shucho hyogen ga tsukawareru koto ga oi. Hôm nay chúng ta học chủ yếu về cái gọi là shucho hyogen. Shucho hyogen ấy nó là gì đây nhỉ? Nó là những cái biểu hiện mà diễn tả cái ý kiến, cái quan điểm của người nói, đúng không? Thì ngay từ cái gì nhỉ? Từ cái định nghĩa như vậy là chúng ta có thể đoán được rằng khi mà đấy là một câu diễn tả ý kiến quan điểm thì nhiều khả năng nó sẽ trở thành cái gì đây? Nó sẽ trở thành cái chìa khóa để giúp chúng ta giải quyết bài, đúng nhỉ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem đặc điểm của đấy là gì nhá. Hisha no shucho iken ga kakarete iru bun wa shucho hyogen ga tsukawareru koto ga oi. Những cái câu nào mà cái quan điểm của tác giả được viết ấy thì người ta sẽ sử dụng rất là nhiều những cái biểu hiện thể hiện quan điểm, đúng không nhỉ? Ví dụ như tomo, tôi nghĩ là này, beki da, nên này, đúng không? Daro là gì nhỉ? Daro là có lẽ là này, nakereba naranai, phải này, te wa ikenai, không được làm gì này, no de wa nai ka, đúng không? No de wa nai de shou ka. Nado ga yoku tsukawareru shucho hyogen dearu. Những cái biểu hiện như thế này được gọi là những cái biểu hiện diễn tả gì nhỉ? Diễn tả cái ý kiến quan điểm của tác giả nhá. Ngoài ra ấy, ngoài những cái này thì nó có một số mẫu khác chúng ta có thể liệt kê thêm, ví dụ như là mẫu tahogai, đúng không? Tahogai này, nên làm gì này, hay là những cái từ diễn tả cái sự quan trọng, ví dụ như là hitsuyo ga aru, đúng nhỉ? Cần làm gì này, hay là yuyo, yuyo quan trọng nhá. Rồi thì daiji, taisetsu. Khi tác giả khẳng định những cái này là những cái quan trọng ấy thì cũng có thể coi đấy là cái phần gì nhỉ? Đấy là phần biểu hiện thể hiện cái ý kiến, cái quan điểm của tác giả. Thì thông thường những cái câu như này thì chúng ta sẽ để ý. Hisha ga nani o takaku, nani o hikuku, hikuku hyouka shite iru ka o yomitoru koto mo taisetsu dearu. Cái việc mà gì đấy? Cái việc mà đọc xem là tác giả đang đánh giá cao cái gì, đánh giá thấp cái gì cũng là phần rất là quan trọng, đúng không? Và các bạn để ý cái ngữ, cái cấu trúc là no de wa nai ka wa gimon te jibun ni mo tsukawareru ga hyogen shucho hyogen de mo tsukawareru. Tức là cái này nó vừa là trong cái phần gimon te jibun, câu nghi vấn, đúng không, mà hôm trước chúng ta học, và nó có, và nó vừa được sử dụng trong cái gì nhỉ, trong cái biểu hiện shucho, biểu hiện diễn tả cái quan điểm của tác giả nhé. Đấy là cái phần lý thuyết là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thực hành. Bài Reidai số 8 này. Bài đọc này thì nó tương đối là dài, và nếu mà xét về độ dài ấy, thì nó tương đương với lại bài thi, nó tương đương với lại bài đọc trung văn của trong phần thi JLPT. Bây giờ chúng ta sẽ đọc nhé. Kanari mae no koto desu ga wakai yūjin no sakka ga boku ni piano o naraimasen ka to susumeta koto ga arimashita. Chuyện, đúng nhỉ, chuyện trước đây khá là lâu rồi. Kanari là tương đối là nhé. Chuyện trước đây khá là lâu rồi, thế nhưng mà gì nhỉ? Thế nhưng mà một gì đấy, một cái người bạn, đúng không nhỉ? Một cái người bạn là nhà văn. Người bạn của tôi, bạn ấy trẻ và bạn làm nhà văn, một người bạn nhà văn trẻ của tôi đã gì đấy nhỉ? Đã từng susumeta, đã từng gợi ý cho tôi, đã từng khuyên tôi, đúng không? Đấy. Có hai chữ Hán các bạn có thể dùng trong trường hợp này. Đó là chữ gì nhỉ? Chữ khuyến này, hoặc là chữ gì nhỉ? Hoặc là chữ tiến nhá. Đấy. Bạn ấy đã từng khuyên tôi là, bạn đã từng đề xuất với tôi cái ý tưởng là boku ni piano ga piano naraimasen ka. Boku ni, tại sao lại xuất hiện cái từ boku ở đây? Boku ở đây là chính là ai đấy? Boku ở đây ấy, chính là cái
cái người này này, cái người bạn này nhá, khi họ xưng ấy thì họ nói là cậu có học piano từ tớ không, đúng không? Đấy, do vậy dùng là bokuni là như vậy. Nếu mà đúng ra thì chúng ta sẽ để cái câu này ở trong gì đấy, để trong ngoặc đúng không nhỉ? Để trong cái ngoặc như thế này thì hợp lý hơn này. Đây. Ngoặc ở đây này đúng không? Đóng ở đây. Đấy. Chuyện trước đây khá là lâu rồi. Một người bạn đúng nhỉ? Một người bạn tôi là một nhà văn trẻ ấy, đã từng gợi ý cho tôi, bạn nói là có học piano từ tớ không? Đây, từ này đọc là gì? Từ này nhìn thì đơn giản nhưng mà thực ra đọc lại khá là khó, đúng nhỉ? Cái này đọc là Itsu nhá, Itsuki. Itsuki-san, goran nasai. Pianisto wa minna odoroku hodo chōmei de shō. Sore ni itsumademo bokemasen. À, Itsuki này, cậu nhìn xem, đúng không? Cậu nhìn đây, những cái gì đây nhỉ? Pianisto là những cái nghệ sĩ piano ấy, thì họ trô mê chữ trường và chữ mệnh đúng không? Trường và mệnh thì nó mang nghĩa là gì nhỉ? Sống gì đấy? Sống thọ này, sống lâu này. À, Itsuki này, cậu nhìn này, ở những cái nghệ sĩ piano ấy thì sống thọ đến mức đúng không? Tất cả mọi người minor nhé, tất cả mọi người ấy đều sống thọ, đều sống lâu đến mức đáng ngạc nhiên. Đấy, có thể là người ta đang có một cái tờ báo gì đó và người ta có những dẫn chứng ấy và người ta bảo là hãy xem cái thông tin đấy. Sore ni itsumademo bokemasen. À, sore ni itsumademo bokemasen. Thì Soreni là à hơn nữa ấy. Họ gì nhỉ? Họ không bao giờ làm sao đấy. Bokeru của chúng ta nó mang nghĩa là mờ ảo, mờ mờ, không rõ ràng. Thì trong trường này chúng ta sẽ, bởi vì đây là đang nói về cái tuổi thọ đúng không nhỉ? Cho nên là chúng ta có thể dịch sang cái nghĩa là nó là kiểu như là lẩm cẩm ấy nhá. Từ bokeh là lẩm cẩm và họ chẳng bao giờ họ lẩm cẩm hết. あれは両手の指を同時に動かすことが肉体と精神に素晴らしく良いということの証拠なんです。đúng nha. À, à đây là, đấy là cái gì đấy? Đấy là cái chứng cứ đúng không? Đấy là cái chứng cứ. Vậy số à đây là cái gì? À đây là cái gì đúng không nhỉ? Cái nào là cái chứng cứ? Chứng cứ là cái việc gì đấy? Cái à đây đấy bằng nhá. Gì nhỉ? Chô mê này. Đấy. Cái việc sống thọ đúng không? Nokoto. Và gì nhỉ? Cái việc gì nữa? Cái việc mà Bokenai Koto đúng không? Cái việc mà họ sống thọ ấy. Cái việc mà họ không bị lẩm cẩm ấy, nó là cái chứng cớ đúng không? Chứng cớ của cái việc là gì nhỉ? À, của cái việc là gì đấy? À, cái đây mọi người thấy xuất hiện là trợ từ ga đúng không? Trợ từ ga này nhá. Ở câu gốc của chúng ta ấy, nó là AD này, xong là đuôi nó là Shoko Nandes. Đấy là cái chứng cớ của cái việc gọi là đấy, xong là cái phần đằng trước cái to you này nó là bổ sung giải thích cho cái từ cô tổ này là cái việc gì. Và đằng trước đấy các bạn lại thấy trong cái câu dài này dài có từ ga, vậy thì cái phần trước ga này sẽ là chủ ngữ. Đây cái phần ryote no yubi wo doji ni ugokasu koto sẽ là phần chủ ngữ của cái phần phụ ở trong này nhá. Và tiếp theo là trong này sẽ là câu này. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng câu này chúng ta dịch như thế nào đây? Đấy là cái chứng cớ cho cái việc là cái việc gì đấy? Cái việc mà ugokasu, cái việc mà vận động đúng nhỉ? Vận động đồng thời những cái ngón tay của hai bàn tay đúng không? Đấy. Cái việc mà vận động đồng thời những ngón tay của hai bàn tay ấy, nó sẽ gì nhỉ? Nó sẽ rất là tốt, nó sẽ rất là tuyệt vời cho cái gì nhỉ?
cho cái nikutai. Nikutai là nhục và thể có nghĩa là thể chất, thể xác hoặc là thể chất đấy. Trong đây chúng ta sẽ dịch là thể chất đúng không? Thể chất và seishin là gì đấy? Tinh thần. Seishin là cái từ bên cạnh nhá, là chữ tinh ghép với chữ thần đấy, có nghĩa là tinh thần. Đấy là đoạn số 2 của chúng ta này. Nói là gì đây? Cậu nhìn này đúng không? Những người nghệ sĩ piano ấy thì họ sống thọ đến mức đáng ngạc nhiên. Hơn nữa họ còn không bao giờ họ bị lẩm cẩm nữa. À, những cái đấy ấy, là cái chứng cứ đúng nhỉ, chứng tỏ rằng cái việc mà vận động đồng thời những ngón tay trên hai bàn tay ấy, nó đem lại cái gì nhỉ? Nó đem lại cái một sự tuyệt vời đúng không nhỉ? Nó mang lại sự tuyệt vời, nó mang lại cái điều rất là tốt cho thể chất lẫn tinh thần. Boku wa kare no kotoba ni wa sansei deshita ga imasara baeru wo sarau ki mo sezu ni warate jitai shimashita. Tôi ấy, thì lúc đấy tôi đã tán thành với những lời của cậu ấy, của bạn ấy, đúng nhỉ, của anh ấy. Thế nhưng mà sao đây? Thế nhưng mà đây nó có này, imasara là gì nhỉ? Đến bây giờ ấy, đến cái lúc này ấy, đúng nhỉ? Imasara sẽ bằng imaninatte. Imaninatte có nghĩa là đến cái giờ phút này rồi thì người ta cảm thấy rằng cái điều gì đó là muộn, là không ổn nữa. Baeru, chúng ta xem ở dưới xem nó giải thích là gì nhá. Piano no shokyu tekisto là cái gì nhỉ? Là cái bản nhạc sơ cấp của chơi piano. Sarau là gì đấy? Là fukushu, renshu suru, luyện tập. Kimo sezu ni chính là gì đây nhỉ? Kimo shinai de. À, tôi tán thành với lời của anh ấy. Thế nhưng mà tôi làm sao? Tôi không còn gì đây nhỉ? Tôi không còn để ý, tôi không còn quan tâm, tôi không còn thích thú tới cái việc gì nhỉ? Đến bây giờ rồi còn phải học những cái bản piano gọi là sơ cấp đấy nữa. Ý là người này không biết chơi đấy, thế nhưng mà cũng không muốn là đến tuổi này hoặc là ở cái tầm này rồi còn còn phải học lại chơi những cái từ đơn giản như vậy. Do vậy là warate jitai shimashita. Vì vậy mà tôi đã cười và từ chối nhá. Jitai đây là từ thoái, nghĩa là từ chối. Từ chối không nhận một cái điều gì đó thì người chúng ta sẽ dùng cái từ jitai. Shikashi kare no kotoba wa tadashii to omoimasu. À, thế nhưng mà tôi nghĩ rằng ấy, những lời của anh ấy là đúng. Piano dake dewa nai, không chỉ là piano. E o kaku hito datte, kuroku o hiku hito datte, minna nagaiki de genki desu. Datte nó chính là bằng demo. Demo, datte bằng temo, các bạn lưu ý nhá. Kuroku o hiku, ở đây chúng ta xem ở đây là gì nhá. Enke no dōgu o mawashite, chawan ya kabin nado o tsukuru. À, đây chính là gì nhỉ? Xoay bàn xoay gốm đấy, làm gốm đấy đúng không? Bởi vì sao? Xoay cái dụng cụ hình hình gì nhỉ? Hình 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 tròn để làm ra những thứ như là bình hoa hay là cái bát đúng nhỉ? Thì chính là làm gốm đúng không? À. Thế nhưng mà không thế nhưng tôi nghĩ rằng những cái lời của anh ấy nói rất là chính xác, không chỉ là piano mà ngay cả những người vẽ tranh hay là những nghệ nhân làm gốm ấy, tất cả mọi người đều giống sống rất là thọ và rất là khỏe mạnh. Cô tổ nhị cho cô cự cáo sư ngôi, đặc biệt là đúng nhà cô tổ nhị là đặc biệt là nhá, những cái người làm nghề điêu khắc ấy thì còn tuyệt vời, còn kinh khủng hơn nữa. Teo tsukate nani ka o surukoto wa ningen ni ii eikyo o yobosun desu ne. À, cái việc mà gì nhỉ, cái việc mà sử dụng tay để làm cái gì đó ấy, thì nó oyobos, nó có kanji chữ cập, nó mang lại cái hiệu quả đúng không, nó mang lại cái ảnh hưởng tốt đến cho con người chúng ta nhỉ. Shikashi sore dake dewa nai đúng nhỉ, shikashi sore dake dewa nen janai ka. À, thế nhưng mà ấy, chẳng phải là không chỉ có thế hay sao? Vậy tức là vẫn còn nữa đúng không? Các bạn lưu ý nhé, cái đây là một câu rất là quan trọng của chúng ta. Đây là in già nay cả đấy, là một cái câu nghi vấn mà hôm trước chúng ta học, và đằng trước là sore da ke dewa nai, in già nay cả thì người ta gì nhỉ, người ta nghĩ là như thế này, người ta nghĩ cái nội dung là đằng trước nhá, cái đuôi in già nay cả ấy thì nó bằng với lại tô omo, tôi nghĩ là như vậy. Thế nhưng mà để tránh cái việc mà
khẳng định một cách chắc nịch ấy, thì người ta sẽ dùng cái biểu hiện phủ định một chút để đảo ngược lại vấn đề, lật ngược vấn đề. À, tôi nghĩ là không phải chỉ có như vậy, vậy tức là vẫn còn cái nữa, đúng nhỉ? Đấy. Tiếp này. Teo tsukau dake de naku, te ga yorokonde iru koto ga daiji da to boku wa omou no desu. Đuôi của chúng ta thấy là boku wa omou no desu, tức là tôi nghĩ là, đúng không? Tôi nghĩ là nhé, vậy thì trước cái đó sẽ phải là cái nội dung, đúng không nhỉ? Vậy thì toàn bộ cái phần này sẽ là nội dung của cái điều mà người này nghĩ. Bình thường ngày xưa mình cứ dùng là tôi nghĩ là, cứ boku wa xong là gì đó to omoimasu, sự đúng nhỉ? Nhưng mà càng lên cao ấy, nó sẽ càng dùng hình thức đảo rất là nhiều. Tôi nghĩ là thế này, không chỉ dùng tay mà cái việc mà tay nó vui còn là rất là điều quan trọng. Nếu mà gì word by word nó là te ga yorokonde iru koto ga daiji da, tức là cái tay vui. Thế nhưng mà đây không phải nó mang nghĩa là cái tay nó vui, mà là gì nhỉ? Mà là chính chúng ta vui ấy, chúng ta cảm thấy vui khi chúng ta làm hoặc những hoạt động liên quan đến tay, dùng tay như vậy thì người ta gì nhỉ? Người ta gián tiếp người ta nói cái tay nó vui nhá, chứ không phải là cái tay, ý của người ta muốn nói là tay vui đâu, mà là chúng ta vui, đúng nhỉ? Không phải chỉ có dùng tay mà còn phải vui khi làm đấy nữa. Đấy, tôi nghĩ như thế. Piano hiku koto wa yubi ni totemo yorokobi desu. Cái việc mà chơi piano ấy đối với ngón tay, đối với những ngón tay là một cái niềm vui, đúng không? Chokoku mo sozo teki na sa gyo desu. Cái điêu khắc ấy cũng là một công việc mang tính sáng tạo. Eo egaku no mo kuroku o hiku no mo minna sozo teki na yorokobi ga aru sa gyo desu. À, cái việc gì nhỉ? Cái việc mà chúng ta vẽ tranh hay là cái việc chúng ta làm gốm ấy, tất cả minna, tất cả đều là những cái công việc mà có cái niềm vui sáng tạo, đúng không? Đấy, tóm lại cái niềm vui đây là niềm vui sáng tạo các bạn nhé, chứ không phải là cũng mọi người dịch là cái tay vui, nghe nó okashi lắm, nghe nó buồn cười lắm. Cái niềm vui sáng tạo này. Tada yubi o undou saseru toyukoto to wa sukoshi chigau mono ga soko ni wa ari wa shinai ka, là gì nhỉ? Câu này nó cũng khá là lằng nhằng đúng không? Tada yubi o undou saseru toyukoto to wa sukoshi chigau, thì chúng ta có cái từ chigau ở đây ấy, chính là cái chữ Hán là chữ vi, là khác nhau đúng không? Ariwa shinai ka nó chính là arimasen ka. Đấy, một dạng khác của arimasen ka thôi. Vậy câu này ý người ta hỏi là gì đây? À, vậy thì có cái thứ gì khác đúng không nhỉ? Có cái thứ gì khác ở đấy so với lại cái việc mà gì đấy? So với lại cái việc mà chỉ có vận động ngón tay một cách đơn thuần không? Đấy, được chưa? Đây chúng ta sẽ phân tích từng tí một nhá. Đây các bạn thấy này. Đây này, tada yubi o undou saseru toyukoto, cái việc gọi là như thế này đấy, to skoshi chigau, cái mono, mono là cái thứ mà khác một chút với lại cái việc chỉ cái này thì có không, đúng nhỉ? Soko ni wa ari wa shinai ka, đấy, có ở đấy, có ở đấy là ở đâu? Soko ở đây chính là ở những cái việc gì nhỉ, ở những cái công việc này này, những cái sagyo này này, những cái công việc mà có cái niềm vui sáng tạo đấy. Đấy, ý người ta hỏi ấy là có cái gì khác ở những công việc niềm vui sáng tạo này so với lại cái việc mà chỉ có đơn thuần vận động cái tay không thôi. Đấy, training として機械的に指の訓練をすることも悪くはないでしょう。Là gì nhỉ? Cái việc mà luyện tập ngón tay một cách kỳ cai tích ký nhị, một cách máy móc, đúng không? Một cách máy móc ở đây là kiểu như là chúng ta chỉ có vận động đơn thuần thôi, chứ chúng ta không có cảm xúc, không có cái niềm vui vào trong đấy. Đấy, cái việc mà chúng ta chỉ gọi là đơn thuần là chúng ta vận động bàn tay như một cái bài luyện tập, như một cái training ngữ ấy, thì có lẽ cũng waruku này, có lẽ cũng không phải là xấu, đúng không? Shikashi sore dake dewa nani ka ga tarinai. Thế nhưng ấy, sore dake dewa, nếu mà chỉ có vậy, đúng không nhỉ? Đấy, sore dake de wa, nếu chỉ có thế. Vậy thì sore đây là cái gì? Sore ở đây ấy là cái việc mà gì đấy? Cái việc mà đây này, luyện tập một cách máy móc. Nếu mà chỉ có luyện tập một cách máy móc như vậy thì nani ka ga tarinai, tôi cảm thấy có cái gì đấy không đủ, có cái gì đấy thiếu thiếu, đúng không? So desu. Có lẽ là vậy. Yorokobi o tomonatte koso yubi wa
Hito no seme o iki iki to yomigaeraseru no da to omoimasu. Ngữ pháp tekoso là chính nhờ nhé. Chính nhờ. Cái động từ tomonau, do tomonate đây nó chính là cái chữ Hán này. Đấy, tomonau có nghĩa là gì nhờ? Đi kèm, đồng hành cùng đúng không? Chính nhờ đồng hành cùng niềm vui ấy. Mà tôi nghĩ rằng cái ngón tay ấy, nó gì đấy? Yomigaerase, động từ gốc là động từ yomigaeru. Đây, yomigaeru. Nó có hai cách viết kanji này. Yomigaeru nhá, tự động từ, đây là hai tự động từ. Trong đó cái từ này ấy, mang nghĩa là hồi sinh, sống lại. Còn cái từ này mang nghĩa là nhớ lại, hồi tưởng lại, tức là nó hồi sinh những cái ký ức. Còn cái này là hồi sinh một cái gì nhỉ, một cái sự sống nào đấy. Thì trong trường hợp này người ta ý nói là gì đấy nhỉ, hồi sinh lại những một cái sự sống nào đấy đúng không nhỉ. Chính nhờ cái việc đồng hành cùng niềm vui ấy mà tôi nghĩ rằng là ngón tay nó sẽ làm hồi sinh đúng không nhỉ, cái sinh mệnh cho con người đấy, và nó làm cho con người sống được lâu hơn, sống được thọ hơn. Đấy là cái bài đọc của chúng ta. Vậy bây giờ quay lại cái chủ đề của bài là các siêu chúa Hyogen. Nếu như người ta đã liệt kê ở đây, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau liệt kê xem các siêu chúa Hyogen ở trong bài này là những cái từ gì nhá, là những cái phần nào nhá. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ có, chúng ta lướt này, chúng ta sẽ nhìn phần đuôi. Đây không phải đúng không, Koto ga arimashita là người ta thuật lại này. Đây là cái câu này là cái câu mà gì đây nhỉ, cái câu này mà là cái câu mà cái người bạn này nói, không phải của tác giả nói. Boku wa sansei deshita ga, không có đúng không. Shikashi kare no koto wa tadashii to omoimasu. Đây, như vậy là câu đầu tiên của chúng ta là câu này, là một câu diễn tả có cái biểu hiện gì nhỉ, shuchou hyogen. Tiếp theo này, dewa nai, không phải. Genki desu, sugoi koto wa desu ne. Đây, shikashi sore dake dewa nai janai ka. Thì các bạn đặc biệt lưu ý nhé, những cái ngữ pháp mà có cái janai ka này là cái rất là quan trọng mà người ta muốn nhấn mạnh cái điều đấy, được chưa. Ở đây người ta bảo là cái việc mà dùng tay nó tạo ra ảnh hưởng tốt cho con người, thế nhưng mà không phải chỉ có mỗi thế, vậy thì vẫn là còn nữa đúng không nhỉ. Đây, câu này đúng không? Câu này chúng ta kéo dài ra một chút đến đây nhá. Tôi nghĩ là này, đấy. Chưa? Tiếp nhá. Đây, cái câu hỏi đây đúng không? Câu này này. Đề sổ này. Thông thường ấy, trong đề thi GPT, đoạn văn ngắn ít khi người ta dùng cái câu hỏi điều muốn nói nhất, mà thông thường sẽ là đoạn văn chung hoặc đoạn văn dài, và câu sẽ là thường là cái câu cuối cùng của bài ấy. Thì các bạn lưu ý, thông thường nó, cái phần đáp án nó sẽ thường thường tập trung ở đoạn cuối, không phải tất cả nhưng mà thường là như vậy. Đấy, đây câu này nữa. Như vậy là cái đoạn cuối cùng này thì dùng rất là nhiều cái biểu hiện diễn tả gì đấy, diễn tả cái biểu hiện siêu trồ đúng không nhỉ. Đấy, vậy thì những cái đấy là những cái thông tin quan trọng mà các bạn cần lưu ý nhá. Đấy là cái bài đọc của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ xem câu hỏi và các đáp án này. Kono bunsho de hissha ga mottomo iitai koto wa nani ka. Ở đoạn văn này thì điều tác giả muốn nói nhất là gì? Một này. Geijutsuka wa ryōte no yubi o itsumo yoku ugokashite iru node nagaiki de aru. Những cái nhà gì nhỉ? Những cái người làm nghệ thuật ấy là bởi vì họ luôn luôn vận động những ngón tay của hai tay, do vậy họ sống lâu. Cái bài này không phải là mục đích muốn nói nhất là về những nhà nghệ thuật đúng không, những người làm nghệ thuật. Những người làm nghệ thuật này chỉ là một cái ví dụ thôi đúng không nhỉ, chỉ là một cái ví dụ hoặc là một cái gì nhỉ, một cái câu chuyện để cho mọi người hình dung rõ hơn, chứ không phải là bài này muốn nói về những nhà người làm nghệ thuật nhá. Do vậy cái câu này là câu sai. Câu 2 này. Kikai teki ni yubi o ugokashite ireba sōzōteki na shigoto ga umare nagaiki suru koto mo dekiru. Nếu mà vận động ngón tay một cách máy móc ấy thì sẽ gì nhỉ? Thì công việc mang tính sáng tạo sẽ sinh ra và chúng và cũng có thể gì nhỉ? Cũng có thể sống được lâu hơn. Có phải như vậy không các bạn? Không phải là gì đây nhỉ? Để sống được lâu hơn ấy thì không phải chỉ có vận động ngón tay một cách máy móc đúng không? Đấy,
Trên này người ta bảo là nhá, cái vận động gì đây nhỉ? Đây. Na theo scatenani kéo sự cô tổ nhưng nghe ni e kéo oyo cái việc mà gì nhỉ, dùng tay để làm điều gì đó ấy, thì nó đem đến cái ảnh hưởng tốt cho con người. Thế nhưng không chỉ có vậy, mà tôi nghĩ rằng cái dùng tay không chỉ là dùng tay mà còn phải vui khi làm nó nữa mới là cái quan trọng. Và đây người ta bảo là gì đây nhỉ, cái luyện tập mà chỉ sử dụng ngón tay một cách máy móc ấy, thì là điều không xấu. Thế nhưng mà nếu vậy thì nó thiếu thiếu cái gì đó. Do vậy là gì đấy, do vậy là nếu mà chỉ có sử dụng ngón tay một cách máy móc không ấy, vận động ngón tay một cách máy móc không thì chưa đủ đúng không, thiếu. Do vậy chúng ta sẽ không chọn đáp án này nhá. Câu số 3 này, yubi o ugokasu koto ga hito ni ii eikyo o ataeru ni wa sore ni tomonau yorokobi ga hitsuyou de aru. Ngữ pháp ni wa là để, nó giống tame ni, để gì đây, để cái việc mà để cái việc mà vận động ngón tay ấy nó đem lại cái ảnh hưởng tốt cho con người ấy, thì cần phải gì nhỉ, cần phải có cái niềm vui đồng hành cùng nó đúng không. Sore đây là cái gì, sore đây chính là cái vận động ngón tay này. Đây, nhá, đúng không? À, rõ ràng là chính xác rồi. Để mà cái việc mà vận động ngón tay ấy, nó đem lại kết quả tốt ấy, đúng không? Đem lại ảnh hưởng tốt cho con người ấy, thì cần phải có niềm vui đồng hành cùng nó nữa. Thì chính là toàn bộ cái đoạn bài này nó đang muốn đề cập đến, đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta đã dịch rất là kỹ rồi và chúng ta thấy là những cái biểu hiện nào mà thể hiện cái ý kiến, cái quan điểm của tác giả người ta nhấn mạnh ấy, thì cũng thể hiện cái điều đấy rồi. Do vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 3. Câu 4 này. Yubi no training wo surukoto wa hito no nikutai to seishin ni ii eikyo o oyobosu. Cái việc mà luyện tập ngón tay ấy, nó sẽ đem đến ảnh hưởng tốt cho thể chất và tinh thần của con người. Có phải không các bạn? Chưa đủ đúng không? Đấy, nếu mà chỉ có luyện tập không ấy thì chưa đủ nhá. Mà phải gì nhỉ? Phải có niềm vui đi kèm nữa, chứ không phải là chỉ có mỗi vậy. Do vậy cái đây cũng là thông tin chưa chính xác. Do vậy đáp án đúng của chúng ta là án số 3. Bây giờ chúng ta sẽ xem bài người ta làm như thế nào nhé. Zentai o tsukamo, nắm tổng thể. Ichi này, keyword kara tema o suisoku suru, từ những cái từ khóa ấy, đoán cái chủ đề. Có những từ như là piano, yubi, te, piano đúng nhỉ, ngón tay và bàn tay. Tema wa te o tsukakoto, chủ ngữ là cái việc sử dụng tay. Để ý đến những cái biểu hiện siêu chiều Hyogen thì đây là cái mà chúng ta vừa tìm được ở nãy. Chúng ta dựa vào những cái biểu hiện mà ở phần gì đấy, ở phần mở bài đúng không nhỉ, mở đầu bài học ấy, người ta liệt kê đây này. Đấy, Tomo beki da daro nakereba naranai te wa ikenai no de wa nai ka ta ho ga i hitsuyo ga aru juyo daiji taisetsu vân vân, là những cái biểu hiện quan trọng nhá. Thì từ đấy chúng ta tìm được những cái biểu hiện thể hiện ý kiến của tác giả ở những cái đoạn, ví dụ như đoạn 4 sẽ là cái như này đúng không? Đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 thì cái này lúc nãy chúng ta đã chỉ ra rồi. Tiếp theo này, tahi ni chumoku shite shucho o, chú ý những cái phần so sánh đối chiếu và để ý cái quan điểm của tác giả. Ví dụ đoạn 1 đến đoạn 3 này. Piano susumerareta taiken, đang nói về cái trải nghiệm mà được người ta khuyến khích tập piano. Đoạn 4 và đoạn 5 người ta nói nhá. Teo tsukate nanika o surukoto wa nigen ni ii eikyo o oyobosu, cái việc sử dụng tay làm gì đấy là đem lại cái gì đấy, đem lại cái ảnh hưởng tốt cho con người. Shikashi sore dake dewa nain janai ka, thế nhưng chẳng phải là không chỉ có vậy hay sao. Vậy thì đối chiếu cái đoạn này chỉ có mỗi dùng tay thì đoạn dưới nó bảo này, đoạn 6 và 7 này, te ga yorokonde iru koto ga daiji, quan trọng là cái việc mà phải vui nữa đúng không, chính cái việc mà đồng hành cùng niềm vui ấy, thì mới có thể làm gì nhỉ, làm con người sống lâu. Đấy, đấy là cái phần chú ý nhá. Và zentai o matomeru, nắm bắt được tổng thể vấn đề đó là yubi o ugokasu koto wa nigen ni ii eikyo o oyobosu ga tada ugokasu dake de wa tarinai. Cái việc mà vận động ngón tay thì đem lại ảnh hưởng tốt cho con người, thế nhưng mà chỉ có vận động không đúng nhỉ, thì tarinai chưa đủ.
Yorokobi otomo narusa nyorea koto ga hitsuyo da. Nó còn phải cần những cái công việc, những cái thao tác đồng hành cùng với niềm vui nữa. Đấy, cái phần so sánh đối chiếu ấy thì gì nhỉ? Cũng giống như phần giải thích lúc nãy rồi. Đó, đó là những cái mà các bạn cần lưu ý nhé. Đáp án đúng là đáp án 3 người ta đưa ra đây này. Vậy thì khi mà đọc một đoạn văn mà hỏi điều muốn nói nhất thì các bạn cố gắng các bạn tìm những biểu hiện diễn tả gì nhỉ? Cái ý kiến, cái quan điểm của tác giả để từ đấy chúng ta có thể có được cái gì nhỉ? Có được cái nhìn tổng quan của họ, có thể rút ngắn được cái thời gian làm bài nhá. Tất nhiên là vẫn phải luyện tập rất là nhiều. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thì các bạn làm bài tập theo yêu cầu của CC nhé. Chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong các bài học lần sau.